Bộ Công an đề xuất ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không khai báo với cơ quan quản lý sẽ bị xóa tên trong hộ khẩu. Số hộ khẩu ghi thông tin thường trú của công dân. Ảnh, Phương Sơn. Đây là một trong những nội dung lần đầu tiên được đề cập trong dự thảo luật cư trú đang được Bộ Công an lấy ý kiến xây dựng. Dự thảo cũng bổ sung nhiều trường hợp phải xóa đăng ký thường trú, xóa hộ khẩu, như công dân chết, bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết, người ra nước ngoài để định cư hoặc có thời gian xuất cảnh ra từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo cho cơ quan quản lý cư trú nơi đăng ký thường trú, người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình. Việc xóa đăng ký thường trú có thể được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư thay vì xóa trên hộ khẩu giấy. Dự thảo cũng quy định chính quyền tạo điều kiện với những người bị xóa đăng ký thường trú được đăng ký lại khi trở về địa phương sinh sống. Theo Bộ Công an, việc đề xuất thêm quy định xóa hộ khẩu sẽ giúp quản lý tốt hơn về nhân khẩu, giúp có quy định ràng buộc với những người cố tình không khai báo tạm trú, tạm vắng với cơ quan quản lý ở địa phương. Ngày 21 tháng 2, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an cho biết dự thảo nêu những ý tưởng, giải pháp đưa ra để quản lý cư dân cho tốt hơn, tuy nhiên sẽ chỉnh sửa khi nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ban ngành, chuyên gia. Let's block us. Why?